Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với màn soi kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Argentina diễn ra trong khuôn khổ trận chung kết của World Cup 2022. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Lusail thuộc thành phố cùng tên tại Qatar lúc 22 giờ ngày Chủ nhật 18 tháng 12. Pháp tiến vào trận chung kết sau thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước đội tuyển Maroc. Đây là một giải đấu mà đội tuyển Pháp đã bị ảnh hưởng không ít bởi bão chấn thương. Thế nhưng vào thời điểm nhân tài nhiều như lá mùa thu, Los Blur cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều khi Karim Benzema, Christopher Nkunku hay Presnel Kimpembe chấn thương. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã có cho mình được sự phục vụ của những Olivier Giroud, Ousmane Dembele hay Ibrahima Konate. Từ đó sức mạnh của tuyển Pháp không mấy suy xuyển. Sức mạnh của những chú gà chống Gola giải này là không cần bàn cãi khi họ đây thể hiện sức mạnh tuyệt đối gần như không thể ngăn cản từ đầu giải tới giờ. Trừ trận đấu thủ tục với Tunisia, gần như không đội bóng nào có thể làm khó được Pháp từ Úc, Đan Mạch hay thậm chí là đội tuyển Anh, được coi là cân kèo cũng đã không khác gì kèo dưới trước Pháp. Với sự vượt trội đến từ nhiều vị trí trên sân, Pháp không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc đả bại Maroc và tự tin bước vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, nơi chờ đợi họ là Messi và các đồng đội. Argentina đã và đang có được một trong những kỳ World Cup thành công nhất trong thế kỷ 21 của họ. Lần này, họ không còn là một đội bóng phải dựa dẫm vào Messi như rất và nhiều năm trước nữa, mà thay vào đó là một Argentina cực kỳ đồng đều ở mọi tuyến. Sự đồng đều này được thể hiện ở ngay chính trận đấu với Croatia, trận đấu mà Messi bị theo rất sát. Ở những năm trước, khi mà Messi bị phong tỏa thì các công tác tấn công của Argentina sẽ bị rơi vào thế bí. Tuy nhiên trong trận bán kết đầu tiên, đã có nhiều người thay Leo là trọng trách gánh hàng công Argentina, đó là Julian Alvarez. Trước khi Messi tỏa sáng, đây chính là cầu thủ chiếm trọn spotlight trên sân khi anh đóng góp công vào hai bàn thắng đầu tiên của đội nhà và khi Messi tỏa sáng với pha độc diện ấn tượng. Chính Alvarez là người chọn vị trí chính xác, đó đường truyền của số 10 và kết liễu Croatia với pha đệm lòng. Chiến thắng 3-0 trước Croatia tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho đội bóng Nam Mỹ. Để đội bóng này có thể hiện thực hóa giấc mơ vàng, mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2. Cả hai đội đều là những đội bóng tấn công khoáng đạt, do đó sẽ không ngạc nhiên nếu trận đấu này nổ tài. Trận này hòa kèo và sẽ rất khó để dự đoán bởi cả hai đều sở hữu những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình. Tuy nhiên nếu phải chọn, Tám Bóng Đá TV khuyên anh em nên chọn Pháp với lực lượng nhân sự đồng đều hơn. Dự đoán Pháp sẽ có chiến thắng 2-1 trước Argentina. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc anh em sẽ có lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào trận đấu này. Đừng quên like và subscribe Tám Bóng TV để cập nhật sớm nhất những kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nữa nhé.